sulfurului gaz, tu mira necălăncear. Vang bieră ta, mâc, uc, un plăi de vinam, linkan rangan, pim, gum, hom, nui, gusta, rangan, nuk, nam, pim, gyal, nam, bai, sam, gro. Nui, nam, nui, nam, lang, nye, vang, chali, de, nên alum cô chỉ giang gặp dương địa phu lệm gặp khắp yên gặp đồng đi mở sang đung sầm lôi đêm đặc nhiều tầng bằng ala cha thái lan đung nào ta ba rồng lần là ô sơn nên gặp địa phu là sinh ạ để buộc rồi này anh nạc cái đây gà chữ trang tây cái nút na yon clean tục cầm khả tục ngã chặt bài tục bìm dì để đạo ai đi sơn nên cầu tuần bậc lù lự bầu lù lự cầu lệ pháp cận nên tội giang để buộc lại po anh nên dừng ibu muốn giang buôn có tam xã Ea Tu thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk được bố sạc lấy hụt cân nặng như này đi gặp sẽ xem sau này xin được bố chỉ trang lên nắn sân yêu gỡ mời gỡ chăm gỡ biêng gỡ nào bẹ phê tùy tẹo và nào bẹ phê tu lê ngạ để bố này à nào bẹ tiêu tẹo và nục bẹ tiêu lẹ cân hào tôi sẽ xin được bố rồi spam mặt lâu cầu yên lê hong clay clap chân sân lần lần này xin ngạ dễ yeah, chứ cần được là thôn này thôn đoại vô tộc bạn sân lạnh đã gỡ tự tư ruột cuối thì mái vòm sẽ xìm sát buôn cỏ tam nên bị đặt bởi gió đó nên chính poli yết lin yêu gỡ nào kri hiện ra bề vết mạng điện thoại sân nhu âm mô nó bạc sang ô gỡ bề bạc sang sân nhu nào sẽ xì bề gỡ nào tìm sát nào tân ấn chính như lòng mã ruột gỡ sẽ sân ý nguồn sân nặng lòng dễ yeah, yeah. Sân nhớ mô mô hà lập ô chuyên clean bim dê đi ở đây đạo ấy đi đạo ấy đi tin lệnh đăng ký tài nguyện bé đạo này như màu clay hồng sẽ xịa tuần ấy hồng FBI hồng có bút chàng gồm nha sẽ xe nần lại bố đẹp bố lè sẽ xì trần vân quế bố bim dê họ lè nần đi phước xe nần nha như rằng xe rằng như bè dù à bố mọ ai cái tàng lấy cái tàng xe rằng tuôn hồng như sẽ xe nần FBI, moda Interpol, rồi cập đăng cái đây, sẽ xin lần cập. Vậy nhá, tôi đã đăng một ngã âm loại này tin lệnh đăng ký tài nguyên như rằng bìm dễ nhớ đỡ hùng đạo khoa lý nghĩa chân bỏ nick nang chính trợ bút sẽ xì khoa phong tô để bùm một dạng này gỡ. Xin lần bị này tin học như bị mút năn này chính khoa phong tô y Aaron Ivan như ngành xin lạc như cranh xin lạc đến nỗi nuôi gỡ rê riêng như bia luật dân sự tội giang buôn clay đao chạm cọm chính lâm sang ID tỷ là chà Việt Nam thì Việt sẽ nên gỡ rẻ rèm thuần đoại bộ plus bằng mô lộ trong Việt ô và lòng tốt tỷ là chà Thái Lan sẽ do ngã lưu đầy như ngã chặt như chẳng dì ấy mà mô lộ chẳng cửa sẽ nên gỡ lòng tốt thế này anh nên dính ở đây ở rôn ban này tỷ buôn tả ra thành phố buôn thuật tỉnh Lắk rồi mỡ clay blue này jing hong clay yon như pia yên lia ji jang clay tru ko dai aroni ban này ko khoa pom to dai aroni ban này yang a yon clean ngat chat bai ko clay ko dap id ko clay ko khap ko clay pai no sẽ sanan le lần sang ko ma he ji lần kam ha ko mo na ko mo tu ibrahim nea o mo mo bre do bang o lui ko nong yon clean di nyu tu sẽ sanan tre bo sanan ya sa clay ngut sân tân này bệ đại mực hong clay yon chi chang clay tru gần cơ aron iban khoa pom to aron iban sẽ sân tân này bệ đại mực. Xin chào tất cả quý vị, sau đây là câu chuyện của người thượng đê gà ở Tây Nguyên, tác giả Hải Di Nguyễn viết. Theo lời kể của anh E. Aron Iban, phỏng vấn vào ngày 19 tháng 5 năm 2023. Tháng 5 năm 2019, chính quyền địa phương ở huyện Cơ Rông Búc, tỉnh Đắk Lắk phá rỡ nhà của người dân và cưỡng chế đất, đánh đập người dân và tín đồ đạo Tin Lành. Nhà anh cũng có mảnh đất ở đó và gia đình vợ bị bắt và áp giải về đồn. Anh cũng bị xem là cầm đầu. Anh Aaron Eban, sinh năm 1985, là người thượng đê ga thuộc sắc tộc AD theo đạo Tin Lành ở Đắk Lắk, đã nhiều lần bị công an bắt giữ và đánh đập tra hỏi. Tháng 11 năm 2019, anh tham dự hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin Đông Nam Á tại Thái Lan
để nói về vấn đề tự do tôn giáo của người thượng ở Tây Nguyên. Vì gia đình ở Việt Nam liên tục bị sách nhiễu và bản thân từng nhiều lần bị bắt, anh quyết định ở lại và xin tị nạn. Và ở Thái Lan từ đó đến nay, anh đi biểu tình năm 2001. Năm 2001, anh Iyaron Eban tham gia biểu tình để đòi lại đất đai tổ tiên, đòi tự do tôn giáo vì đất đai bị nhà nước tịch thu để làm nông trường cao su, cà phê. Người dân ở đây bị thiếu đất canh tác. Anh cho biết từ đó mình nằm trong tầm ngắm của an ninh Việt Nam, bị theo dõi rất gắt gao. Nhiều lần chính quyền công an địa phương mời lên thẩm vấn và cũng tới nhà tra hỏi anh tham gia biểu tình là nghe từ ai, do ai xúi giục, ai kích động. Vì một loạt bắt bớ sau đợt biểu tình năm 2001, nhiều người thượng đê ga chạy sang Campuchia lánh nạn. Năm 2002, anh bị đánh bằng gậy cao su. Theo lời anh Iyaron Eban, anh và vài người bị bắt năm 2002 vì chuẩn bị biểu tình, đòi thả tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, đòi trả lại đất đai đai tổ tiên. Bị công an phát hiện sớm, anh bị tạm giam 3 tháng và trong thời gian thẩm vấn, họ đánh rất nhiều, họ đánh bằng gậy cao su. Anh cho biết công an đánh vào đầu, đánh từ vai xuống đốt ngón tay, đạp vào chân, đá vào ngực, đánh đến tay chân tê, đi không nổi. Trong thời gian đó, anh cũng bị người trong tù đánh. Anh tham gia biểu tình năm 2004. Sau khi được thả tự do năm 2002, anh Iyaron Eban tiếp tục tham gia các hoạt động tôn giáo độc lập và năm 2004, lần nữa tham gia biểu tình ở Buôn Ma Thuột vì cùng lý do như các đợt biểu tình trước đó. Anh cho biết người biểu tình không có vũ khí trong tay, nhưng nhà cầm quyền trấn áp bằng lực lượng cơ động và máy bay trực thăng. Họ xịt nước, xịt hơi cay, họ đánh đập đoàn biểu tình. Anh thấy họ tấn công đoàn biểu tình, thấy đỡ không nổi và nhiều người bị đánh nên bỏ chạy. Anh giải thích về vấn đề tự do tôn giáo của người thượng đê ga ở Tây Nguyên. Anh Iyaron Eban nói: mình thờ Phượng Chúa, đi nhóm của Hội Thánh Độc Lập. Nếu chính quyền phát hiện được, họ mời lên đồn công an tra hỏi, thẩm vấn dù mình không làm gì cả. Tôi thấy không có tự do về tôn giáo, mình phải lén lút, phải cảnh giác với chính quyền khi đi nhóm. Đi nhóm chỉ là sinh hoạt tôn giáo, đọc kinh thánh, cầu nguyện. Nhưng chính quyền cáo buộc mình tuyên truyền về tin lành Đê Ga, xây dựng cơ sở ngầm của Phun Rô, một điều anh khẳng định là hoàn toàn phi lý và không chính xác. Sau biểu tình năm 2004, anh cho biết công an địa phương cũng thường xuyên tới nhà và cũng hỏi tại sao không tham gia hoạt động tôn giáo ở những nơi được nhà nước cho phép. Anh nói, quyền tự do tôn giáo của mình sinh hoạt ở đâu chẳng được, phải làm lý lịch để được học kinh thánh. Anh Iyaron Eban nói, năm 2009, chính quyền cho một điểm sinh hoạt công khai tại địa phương thuộc Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam là Hội Thánh Quốc Doanh. Anh ghi danh học kinh thánh căn bản và phải làm lý lịch. Tuy nhiên anh bị từ chối vì bị coi là phản động và thành phần phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc và tiếp tục sinh hoạt trong Hội Thánh Độc Lập. Nhiều lần bị mời làm việc, Ken nhiều lần bị tra khảo, nhiều lần bị giam giữ, nhưng anh vẫn bảo vệ niềm tin tôn giáo của mình. Mình không thấy có gì sai với pháp luật, với nhà nước. Đến năm 2010, anh Iyaron Eban lần nữa lại bị bắt và thẩm vấn vì in và chia sẻ băng đĩa DVD, thánh ca bằng tiếng AD và gửi thông tin báo cáo cho cậu ở Thái Lan về các buổi tuyên truyền tập huấn của chính quyền địa phương, bị cáo buộc là gửi bí mật quốc gia ra nước ngoài. Năm 2012, anh bị đánh, tay trái hơi điếc. Năm 2012, anh Iyaron Eban bị giam giữ 7 ngày vì tiếp tục chia sẻ thánh ca và nhạc ca ngợi quê hương bằng tiếng AD, bị cáo buộc đó là của bọn phản động Phun Rô. Trong thời gian bị điều tra thẩm vấn, anh cho biết họ đánh vào đầu nhiều nhất, đặc biệt vào mặt và tai, và từ đó tai bên trái của tôi hơi điếc. Anh cũng bị người tù đánh, bị đạp vào ngực và dập đùi bầm tím. Tôi nghĩ là công an cho phép đánh, họ mới dám đánh. Sau khi được trả tự do, anh bị kiểm điểm trước quần chúng. Theo lời anh mô tả, ở đó có cán bộ xã, huyện, tỉnh, có ban dân vận, có chi bộ mặt trận của buôn, và trước dân làng, mỗi hộ gia đình phải có mặt một người. Họ nói anh hoạt động Phun Rô, làm tay sai cho những thành phần xấu, phản động ở nước ngoài, nhận chỉ thị chỉ đạo từ bên ngoài. Chính quyền chỉ cho già làng đứng ra nói, họ nói theo chính quyền thôi. Họ nói đối tượng này đã nhận sự chỉ đạo từ bên ngoài. Bây giờ chính quyền đã mời làm việc, điều tra làm rõ đối tượng đã nhận sai trái của mình.
để dân làng không mắc mưu, không nghe theo kẻ xấu. Nếu ai nghe theo thì phải xử lý theo pháp luật. Năm 2014, anh Aaron Aban bị áp giải lúc 4 giờ sáng và nhốt 15 ngày. Anh nói trong thời gian này, anh không móc nối với bên ngoài, cũng không viết báo cáo, chỉ sinh hoạt tôn giáo. Nhưng số người theo tôi nhiều hơn tín đồ ở nơi nhà nước cho phép sinh hoạt, nên họ lo. Anh bị công an đánh khắp người, bị đánh vào ngực và bụng, không thể nào đỡ, không thể nào né được. Anh cũng bị người tù đánh, và từ đó sức khỏe mình yếu đi, lao động chân tay hay mệt, và trí nhớ cũng bị giảm hay quên. Sau đó anh bị buộc phải hàng tháng đi trình diện ở xã và làm kiểm điểm cam kết và không được ra khỏi địa phương. Tuy nhiên từ năm 2015, anh quyết định lén đi Sài Gòn học Kinh Thánh từ hệ phái Tin Lành Trưởng Lão, và năm 2019 anh chuyển sang hệ phái truyền giảng Phúc Âm, bắt đầu làm thầy truyền đạo giảng Kinh Thánh và quản nhiệm của một hội thánh ở Tây Nguyên. Chính quyền cưỡng chế đất vào năm 2019. Theo lời anh Aaron Aban, tháng 5 năm 2019, chính quyền địa phương có dự án giao cho các nhà phát triển phân lô bán nền và đã cưỡng chế đất của người dân Ede ở làng Buôn Dia, xã Chư Né, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Họ cưa đốn nhà, đánh đập tín đồ và người dân và áp giải về đồn những ai chống cưỡng chế đất. Anh nói có một hộ gia đình người Kinh, còn lại là người Ede. Sau khi tháo dỡ hết nhà cửa, họ san bằng phần đất đó. Bây giờ phần đất đó họ giao cho nhà phát triển phân lô bán nền, họ không phân phát lại cho người dân như họ nói trước đây. Hiện tại đất đó bên nhà phát triển làm gì tôi không biết rõ. Lúc thì họ nói là làm công viên, lúc thì họ nói dự án khu định cư, lúc thấy họ phân lô bán nền. Anh tị nạn tại Thái Lan, anh Aaron Eban đoàn tụ với vợ con năm 2023, tháng 11 năm 2019, sau khi gia đình bị sách nhiễu nhiều lần, trong khi anh Aaron Eban tham dự hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin Đông Nam Á ở Thái Lan, anh quyết định ở lại và xin tị nạn. Vì đời sống thiếu thốn và công việc bấp bênh, đến tháng 4 năm 2023, anh mới đưa được vợ con sang. Tuy nhiên, cả gia đình hiện nay vẫn chưa có quy chế tị nạn. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của người thượng Tây Nguyên. Về mở lại cái mình vừa sẽ sân chi chàng lên sinh ạ lấy trúc tức ra gõ sang sẽ si ở rô ni bàn cơ lấy nụ cụ nà yôn clean bù lịch yôn clean rù sang rù bước thì gỡ chúc hệ lẽ nắn ngạ chát cơ gỡ đạo cái idea nào rèm sẽ si khoa phùm tổ sẽ sân rễ bụt sạc lấy ngút cơ duy nà đi gà bây đà yôn clean là sinh ạ ý nghĩa alam ra phiền tốt bút bằng nhạc lấy chẳng đạo lấy đạo ý nghĩa nhiều ký công ước của Liên Hợp Quốc về đa ý nghĩa mất rồi bố em sẽ xin này mà ô mạo này tìm yê ý bù mùn dạ ý bùi ạ xin nè dân clean hồi này có lại là nhiều đừng chi mông lại xin nè dễ dàng ạ xin nè anh nập này chỉ nhiều liên quan em sẽ xì hòng Interpol cơ lấy nhiều bìm yê ý bù mùn dạ dễ dàng ạ tớ đã đang lùi như sẽ đang bìm yê chi tin lệnh đăng ký Tây Nguyên sẽ xin nè xin nè chỉ lấy nè đăng sẽ đang yêu trời cập trăng tên nập này con lục nai yon bim sẽ xem ở sân tân này mông gì lẻ y lòm chim tay cò bim đi là chặt lù cặp đình mỡ sang đung sập đội đêm đặc nhiều đồng bằng ala cha thái lan lọ sập đưa đằng lại chặt lù Linh khang đang răng găng tìm gom hòn núi buốt xa răng găng lúc nào tìm nhà lần bay sang tròn.